Sáng ngày 14 tháng 8, Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Thủy Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chính Mỹ tổ chức lễ khởi công xây nhà nghĩa tình đồng đội cho đồng chí Nguyễn Văn Quả, thôn 6 xã Chính Mỹ. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố, lãnh đạo Hội cựu chiến binh công ty xi măng Vi Xem Hải Phòng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Hội cựu chiến binh huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể xã chính Mỹ. Ông Nguyễn Văn Quả sinh năm 1955, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại thôn 6. Gia đình có 5 người con, đều đã xây dựng gia đình và ở riêng là những công dân làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn bản thân ông quả sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, ngôi nhà gia đình ông ở trên diện tích 45 m2 tường xuống cấp có nguy cơ sụp đổ trong mùa mưa bão. Với tinh thần tương thân tương ái, tạo thêm nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của địa phương. Trước hoàn cảnh đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chính Mỹ và Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện đã tiến hành khảo sát, kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung tay giúp gia đình ông Quả xây ngôi nhà mới với diện tích 45 m2, tổng kinh phí dự kiến là 200 triệu đồng trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, ban ngành đoàn thể xã hỗ trợ 30 triệu đồng, hội cựu chiến binh công ty xi măng Vi Hải Phòng 50 triệu đồng và số tiền còn lại do gia đình, anh em họ hàng và bà con nhân dân địa phương đóng góp ủng hộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thơm, Bí thư Đảng ủy xã Chính Mỹ khẳng định, những năm qua hội cựu chiến binh thành phố huyện và xã luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội giúp đỡ các hộ nghèo bằng việc ban hành các chính sách chương trình hỗ trợ và vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ giúp đỡ người nghèo góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương phấn đấu không còn hộ nghèo trong những năm tới đây đặc biệt chương trình hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội của huyện đã có sức lan tỏa sâu rộng thể hiện tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của dân tộc được đông đảo các tầng lớp nhân dân các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng xúc động trước tình cảm và sự hỗ trợ của các đồng chí đồng đội và hội cựu chiến binh các cấp đồng chí quả và gia đình hứa sẽ tích cực vận động bằng mọi nguồn lực của gia đình để hoàn thành ngôi nhà theo đúng tiến độ sẽ luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ truyền thống của cựu chiến binh gương mẫu cùng gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước tích cực phát triển kinh tế gia đình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh ngôi nhà được khởi công xây dựng là niềm động viên to lớn với gia đình và thể hiện sự quan tâm ấm áp nghĩa tình đồng đội của các cấp hội với những cống hiến của hội viên trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc